Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi ạ. Hiện tại trước mặt em đây, anh chị đã thấy, vâng, một chiếc xe với tên gọi thân thuộc là Ngôi Sao Gia Đình. Vâng, Stargazer phiên bản tiêu chuẩn màu đen, một chiếc duy nhất tại Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá của Stargazer thời điểm cuối năm 2023, cụ thể là tháng 11 2023. Thì Hyundai Stargazer nổi tiếng là một chiếc xe 7 chỗ phân khúc hạng B và có giá thành bán thấp nhất trong phân khúc. Tuy vậy thì chiều dài cơ sở cũng như chiều rộng cơ sở của xe là tốt nhất phân khúc, động cơ 1.5 dẫn động với hộp số IVT thì cho công suất tốt hơn Mitsubishi Xpander, tốt hơn Veloz một chút, và hộp số này cũng được tối ưu cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc cũng như là giảm tốc mượt mà của xe. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật chính sách giá lăn bánh cũng như là quà tặng khuyến mại của đại lý Hyundai Bắc Ninh cho quý khách hàng. Stargazer phiên bản tiêu chuẩn này thì với giá niêm yết đó là 575 triệu, thì hiện tại bên em đang giảm giá kịch sàn và cực khủng cho quý khách, đó là chỉ còn là 450 triệu. Vâng, một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu giá 450 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh đâu đó rơi vào khoảng 515 triệu, một con số rất là hợp lý cho quý khách hàng cần một chiếc xe để kinh doanh dịch vụ này, đi gia đình. Quà tặng khuyến mại thì bên em có tặng phim kích nhiệt bảo hành 10 năm cho quý khách, trải sàn da, bọc vô lăng và ví da. Stargazer phiên bản đặc biệt thì bên em có sẵn những cái màu như là màu trắng, màu đen. Giá niêm yết của bản đặc biệt là 625 triệu và đang được giảm cho quý anh chị chỉ còn là 500 triệu, giảm 125 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 565 triệu. Quà tặng cũng như bản đặc biệt, cũng như bản tiêu chuẩn thưa quý anh chị. Bản cao cấp thì bên em sẵn màu đen, màu trắng với mức giá bán là 545 triệu so với mức giá niêm yết là 675 triệu, vâng, giảm là 130 triệu. Lăn bánh tại thị trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng 615 triệu thôi. Quà tặng cũng như các phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt ạ. Cái ưu điểm nổi bật của Stargazer phiên bản tiêu chuẩn này thì ở đây sẽ có là hệ thống đèn halogen phản xạ đa hướng, lưới tản nhiệt thiết kế hiện đại và có sơn bóng logo Hyundai nằm ở chính giữa, đèn LED định vị ban ngày đó từ trái qua phải, thiết kế rất là hiện đại. Nhiều bác cứ bảo là đầu nó ngắn nhưng mà đầu nó như thế này thì khi vào cua hay là khi di chuyển trong phố hoặc là khi quay đầu nó mới linh hoạt, nó mới chuẩn là một chiếc xe đa dụng MPV. Đấy. Xi nhan thì được tích hợp trên gương, tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Cùng đến với phần nội thất thì Stargazer bản tiêu chuẩn này cho nên là chỉ được trang bị ghế nỉ thôi, và màn hình thì cũng chưa được trang bị. Một chiếc màn hình này thì anh chị có thể độ thêm với mức giá đâu đó rơi vào khoảng 5 triệu, 4 đến 5 triệu. Có tích hợp những cái công nghệ như là định vị, rồi thì bộ ghế da này thì anh chị có thể lắp thêm cho 7 ghế thì chi phí đâu đó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi. Vâng, phiên bản tiêu chuẩn nó hơi được trang bị thấp một chút so với bản đặc biệt và cấp, thì vẫn chưa được trang bị đèn lùi start top và hệ thống đèn của xe thì cũng là đèn bật thủ công, có đàm thoại rảnh tay, rồi có kết nối FM. Cần số của xe thì được trang bị giống như các dòng như là Creta và Tucson, cũng cùng dạng thiết kế như vậy, nhìn rất là thể thao và khỏe khoắn. Hộp số của xe thì cũng được trang bị, đó là hộp số giả lập. Ở đây là giả lập 7 cấp số ảo nha anh chị. Cái bảng táp lô này thì cũng được trang bị rộng rãi và theo em thấy là có nhiều cái hốc để đồ tiện lợi. Ví dụ đây anh chị có thể để những cái đồ nhỏ này, rồi
để ở đây để các hộc ở cánh cửa, rất là nhiều hộc để đồ tiện lợi đó. Chi tiết thiết kế tối ưu cho một chiếc xe đa dụng. Đến với hàng ghế thứ hai thì tuy nhiên xe được trang bị một hàng ghế thứ hai rộng rãi, so với cả kích thước tổng thể thì có thể là không bằng các đối thủ, nhưng mà chiều dài cơ sở như em vừa nói, chiều dài cơ sở của Stargazer rất là tốt, cho nên hàng ghế thứ hai anh chị có thể thấy rất là rộng và có thể ngả lưng ghế, có độ ngả lưng ghế tốt đó, độ ngả lưng ghế tốt. Thì với độ ngả lưng ghế tốt này thì anh chị đi trên những chuyến hành trình dài hoàn toàn là không bị mệt mỏi và tạo cảm giác thư giãn thoải mái. Dàn lạnh thì được trang bị một dàn lạnh ở phía cửa gió điều hòa bên trên. Ghế đằng sau cũng được trang bị móc khóa trẻ em Isofix, rồi thì có gập băng, gập phẳng, gập dựng, gập dựng là tỷ lệ 60-40. Em gập cho anh chị xem. Em ở Hyundai Bắc Ninh, cho nên thị trường Bắc Ninh em mới bán rất là chạy chiếc xe Stargazer này cho những khách hàng như là khách hàng chạy dịch vụ, rồi khách công ty do người Hàn, người Trung họ sử dụng rất là nhiều đó, phần mục đích di chuyển. Và cách âm của Stargazer cũng khá là tốt, cũng như là chế độ lái, cảm giác lái, cho cảm giác lái đầm chắc hơn các dòng xe đối thủ. Hàng ghế sau thì cũng được gập phẳng 50-50 và có độ ngả lưng ghế tốt. Thì ở hàng ghế sau, hàng ghế thứ 3 thì cũng được trang bị cổng sạc 12V 180W và có kèm theo những cái hộc để đồ tiện lợi. Cùng đến với phần tiêu hao nhiên liệu. Đây em nghĩ là cũng là một phần anh chị rất là quan tâm đến khi sử dụng một chiếc xe MPV đa dụng. Tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe được đánh giá rất là tốt, khi cái chỉ số ngoài đô thị chỉ có khoảng 5,5 lít, trong đô thị là khoảng 7,9 lít, và đường kết hợp nó rơi vào khoảng 6,45 lít. Đó là mức tiêu hao nhiên liệu mà lý tưởng cho quý anh chị sử dụng xe. Cốp của xe thì cả 3 phiên bản đều sử dụng cốp chỉnh cơ, chưa được trang bị cốp điện. Dĩ nhiên rồi, trong phân hạng B mà. Đèn LED, đèn hậu xe thì sử dụng đèn dạng LED và có đèn báo phanh trên cao cũng là đèn dạng LED. Có xây kính là ghế sau và có chữ Stargazer được mạ chrome đỏ sáng. Thì với mức giá lăn bánh chỉ vào khoảng hơn 500 triệu đến khoảng hơn 600 triệu cho cả 3 phiên bản thì Hyundai Stargazer là một cái chiếc xe giá thành tốt, phục vụ cho anh chị trong việc kinh doanh, trong việc đi lại gia đình rất là tiện lợi, đa dụng. Một chiếc xe thương hiệu Hyundai nhập khẩu. Thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình thì bên em sẽ có hỗ trợ tư vấn trả góp với lãi suất rơi vào khoảng 0,62% một tháng trong 1 năm đầu, và có thể cố định lãi suất trong 3 năm với chỉ là khoảng 0,72 đến 0,75%. Thì xin cảm ơn và xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.